Chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Kenjaku được biết là một phản diện, có lẽ là nguy hiểm bậc nhất trong Jujutsu Kaisen. Có lẽ nếu được hỏi rằng, sau Sukuna thì các bạn nghĩ ai là kẻ mà nhóm thầy cúng cùng môn thầy nhí nhố phải dè chừng? Câu trả lời đa số sẽ là không ai khác ngoài Kenjaku. Điều đó đã chứng tỏ cho sức hút lớn từ nhân vật thú vị này. Thế nhưng trước khi các kế hoạch của kẻ sống qua hàng ngàn năm này bị phanh phui, thì chúng ta cũng đã từng có một phản diện với sức hút còn lớn hơn cả mức Beken đấy. Đó không ai khác, chính là Geto phản diện, có thể nói là được yêu thích nhất trong bộ truyện Thầy Cúng Đại Chiến. Cả Kenjaku và Geto đều là những kẻ phản diện đem đến cho chúng ta thấy một sự háo hức và thú vị riêng. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình so sánh về tư tưởng cũng như là mục đích của hai nhân vật này nhé. Geto coi đồng đội của mình là gia đình. Phải nói rằng việc Geto hắc hóa và trở thành phản diện là một điều cực kỳ đáng tiếc cho anh chàng cũng như là giới chú thuật sư. Bởi lẽ với sức mạnh đặc cấp, cùng với đó là một người bạn cực kỳ thân thiết của Gojo, chắc chắn tương lai của bộ đội này sẽ đứng đầu giới chú thuật và tạo ra một thời kỳ mới cho toàn bộ chú thuật sư. Và giờ hãy cùng nhìn lại, trước khi bị chiến thần Tochi hành sắp mặt tới mức chấn thương tâm lý, thì Geto là một người như thế nào nhé? Ở phần truyện tuổi trẻ của Gojo, chúng ta đã được gặp mặt rất nhiều nhân vật đóng vai trò quan trọng ở hiện tại, như thầy hiệu trưởng, cô Utahime, Mei Mei, Nanami và tất nhiên không thể thiếu người bạn thân của ông thầy nhí nhố, Geto. Ở thời điểm đó thì cả Gojo lẫn Geto đều đang là học sinh năm 2 của Học viện Chú thuật Tokyo. Mặc dù sức mạnh của bộ đôi này chưa được hoàn thiện, thế nhưng cả hai đều được xếp hạng sức mạnh đặc cấp. Geto ở giai đoạn này là một người có tính cách khá là vui vẻ và có thể nói là anh rất hợp với Gojo. Geto không hay bày trò để chọc ghẹo người khác như Gojo. Thế nhưng nếu đối tượng là Utahime hay một vài nhân vật nằm trong list trêu ghẹo của anh thì Geto vẫn sẵn sàng chọc ghẹo họ. Còn lại thì bình thường, anh cũng có tính cách theo chiều hướng nghiêm túc hơn. Geto ban đầu luôn thể hiện quan điểm của mình rằng những người có sức mạnh thì phải có trách nhiệm bảo vệ những kẻ yếu hơn mình và xem đó là chân lý. Anh sẵn sàng giao chiến với cả Gojo để bảo vệ quan điểm này của mình khi cả hai tranh luận và không thể giải quyết được vấn đề qua lời nói. Nhưng rồi sau đó thì mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt khiến chúng ta không ngờ tới. Sau khi sự kiện tinh tương thể diễn ra thì tâm trí của Geto đã có những biến loạn một cách âm ỉ và đó cũng là lý do mà anh chàng dần càng trở nên u uất và ít nói. Thế nhưng khi ban đầu xảy ra sự việc, anh vẫn còn giữ được lý trí để không vi phạm nguyên tắc tấn công những kẻ yếu đuối của mình. Geto nói Gojo đừng giết những thành viên của bàn tinh giáo vì chúng chỉ là một lũ phi thuật sư cuồng tính, cộng thêm vào đó là những điều chẳng giúp cho ai cả khi mà Amanai cũng không còn. Thế nhưng Gojo mới không ra tay thảm sát hội bàn tinh giáo, nhưng như mình đã nói, mặc dù Geto vẫn chưa đánh mất toàn bộ lý trí, thế nhưng những thay đổi trong tâm trí đã bắt đầu âm ỉ và nó chỉ chực chờ đến một ngày nào đó bùng nổ để rồi Geto hắc hóa mà thôi. Bởi lẽ kể từ sau khi sự kiện tinh tương thể thì quan điểm về việc kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu của Geto đã bị lung lay một cách dữ dội. Anh luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng liệu những kẻ yếu đuối có xứng đáng được bảo vệ hay không, và liệu rằng có con đường nào để kết thúc mãi mãi việc các chú thuật sư phải hy sinh trong các trận chiến với nguyên hồn. Trong khi Geto còn đang bế tắc với những suy nghĩ hỗn độn thì Yuki xuất hiện và gợi ý cho Geto về hai con đường để anh có thể chọn, và kết quả thì chắc các bạn cũng đã biết rồi phải không nào. Vậy là một trong những bước ngoặt dẫn đến sự hắc hóa hoàn toàn của Geto chính là cái chết của người đàn em Haibara. Cũng vì bảo vệ cho những kẻ yếu đuối mà người đàn em thân thiết của Geto đã mất mạng. Chính vì thế mà con đường Geto chọn chính là đề cao những chú thuật sư và xem những người bình thường là sinh vật hạ đẳng. Và một trong những sự kiện đẫm máu nhất mà Geto đã từng gây ra đó chính là tàn sát toàn bộ một ngôi làng vì họ đã bắt đầu hành hạ hai chị em sinh đôi sở hữu thuật thức. Ngoài ra, Geto còn lập ra một giáo phái mới từ bàn tinh giáo để có thể tận dụng những giáo đồ để thu thập lời nguyền cũng như là có kinh phí để thực hiện các kế hoạch của anh. Có khá nhiều thành viên trong giáo phái này cũng đã bị Geto sát hại trong quá trình anh ta làm giáo chủ. Có thể thấy rằng tư tưởng của Geto khác hẳn với người bạn thân Gojo, khi mà một người thì muốn đề cao chú thuật sư và xem những người dùng được thuật thức là tương lai của nhân loại. Chỉ cần ai cũng dùng được thuật thức và kiểm soát được chú lực, như vậy thì nguyên hồn sẽ không còn được sinh ra nữa. Còn với Gojo thì ông thầy này chỉ muốn thay đổi tư tưởng của bộ máy lãnh đạo thế giới chú thuật để các chú thuật sư trẻ tuổi được coi trọng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để lớp trẻ được thể hiện bản thân và chúng chính là tương lai của giới chú thuật. Có lẽ điểm chung của cả hai đó chính là đều muốn cho giới chú thuật được phát triển. Thế nhưng nếu Gojo xem học trò của mình là những mầm non tương lai thì Geto lại xem những người đồng đội của mình là gia đình. Geto sẵn sàng sát hại cha mẹ ruột của họ vì họ là phi thuật sư. Vậy nhưng anh lại chọn đường tay với những chú thuật sư trẻ như Touge, Banda, Yuta, thậm chí là cả Maki, dù cho chị đại không hề sử dụng được thuật thức. Bởi lẽ anh vẫn đề cao vị trí của những chú thuật sư trên một bậc so với phi thuật sư. Thế nên có thể thấy trong sự kiện bách quỷ gia hành, Geto đã không muốn làm hại đến các học sinh năm nhất mà anh chỉ muốn có được Rika mà thôi. Nếu không thì có lẽ Yuta
ta đã không thể giành được chiến thắng rồi. Cuối cùng thì thật đáng tiếc khi Geto đã chọn sai con đường mà anh nên đi. Nếu không thì Gojo và Geto chắc chắn sẽ có đủ sức để thay đổi toàn bộ hệ thống lãnh đạo giới chú thuật và mở ra thời đại mới cho các chú thuật sư. Kenjaku. Và nếu như Geto vẫn còn lòng trắc ẩn và quan tâm tới những người mà anh xem là người thân, cũng như dành sự yêu thương cho họ, thì Kenjaku lại là một kẻ không có chút nhân tính nào, và có thể nói là độc ác đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của hắn. Cho tới nay thì chúng ta vẫn chưa được biết về quá khứ của Kenjaku, cũng như là những thông tin về thân thế thực sự của kẻ phản diện này. Tất cả thông tin về lai lịch của Kenjaku vẫn còn đang là một ẩn số, và có lẽ chúng ta phải chờ cho tới khi tác giả tiết lộ mà thôi. Tuy nhiên, dựa vào những điều mà Kenjaku đã nói, cũng như là các nhân vật mà hắn quen biết và gặp gỡ, cộng thêm đó là những lần nhớ lại quá khứ, thì cho tới nay chúng ta có thể có được một vài manh mối về nhân vật này. Và điều đầu tiên mà mình nhận ra đó chính là Kenjaku là một kẻ cực kỳ cô độc. Hắn đã sống qua hàng thế kỷ và đã tích góp được rất nhiều kiến thức về thế giới cũng như là chú thuật. Chính vì thế mà có thể nói hắn chính là một cuốn bách khoa sống về giới chú thuật và là chứng nhân lịch sử của tất cả các giai đoạn, bao gồm cả thời hoàng kim của chú thuật sư. Và trải qua hàng ngàn năm lịch sử đó, Kenjaku chưa bao giờ nhắc về một người bạn hay người thân nào của hắn. Thậm chí là khi hỏi hắn là gì thì Kenjaku cũng nói rằng hắn cũng đã quên mất tên mình là gì và chỉ nhớ một vài cái tên mà mọi người thường gọi hắn mà thôi. Với một kẻ như vậy thì rõ ràng là việc Kenjaku sống cô độc là một điều hiển nhiên rồi, đúng không? Bởi lẽ việc hợp rồi tan, tan rồi hợp hay sinh ly tử biệt đối với Kenjaku là hết sức bình thường khi mà hắn đã thoát ra được khỏi cái vòng lặp luẩn quẩn đó và trở thành một kẻ sống dài như vậy. Thì chắc chắn Kenjaku phải có một mục tiêu mà hắn muốn đạt được để có thể tạo động lực cho hắn rồi, đúng không nào? Nếu không thì chắc hẳn rằng việc không thể chết đối với Kenjaku chẳng khác nào là một nỗi thống khổ, và mục tiêu đó của hắn chính là khiến cho Tengen đồng hóa với toàn bộ nhân loại. Đến đây thì chúng ta sẽ nói về tư tưởng của Kenjaku. Gã phản diện này là kẻ độc ác tới mức hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích. Vì vậy mà các bạn có thể thấy Kenjaku chưa bao giờ tỏ ra buồn bã hay thương xót cho bất kỳ ai. Hắn chỉ quan tâm tới một mình hắn mà thôi, và tất cả những gì mà hắn làm đều hướng tới mục đích của hắn. Kenjaku có thể lợi dụng và hy sinh tất cả những đồng đội của hắn để có thể thực hiện được kế hoạch của mình, vì đối với hắn, mục tiêu của hắn là thứ duy nhất mà hắn cần đạt được. Kể cả có phải hy sinh cả những người thân hay những đứa con của mình thì Kenjaku vẫn sẵn sàng. Thậm chí là dù các bạn đã biết, không chỉ muốn toàn nhân loại mà ngay cả chính bản thân Kenjaku cũng sẽ đồng hóa và trở thành một phần của Tengen. Rõ ràng là tư tưởng của kẻ phản diện là cực kỳ cực đoan, và chính điều đó đã khiến nhân vật Kenjaku trở nên thú vị. Thế nhưng, thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng với một kẻ làm mọi thứ để thực hiện được kế hoạch của mình như vậy thì ắt hẳn là nguyên nhân để hắn làm như vậy sẽ rất có ý nghĩa với hắn. Vậy nhưng, khi được Choso hỏi rằng tại sao Kenjaku lại bỏ quá nhiều công sức và thời gian để thực hiện kế hoạch của hắn như vậy, thậm chí là hết lần này tới lần khác đứng sau giật dây cho các sự kiện lớn của giới chú thuật, thì câu trả lời của hắn thực sự khiến cho chúng ta vô cùng ngỡ ngàng. Bởi vì hắn tò mò không biết rằng liệu khi Tengen đồng hóa với toàn bộ con người thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu một giống loài mới sẽ được sinh ra, hay con người và tất cả mọi thứ sẽ biến mất và thế giới diệt vong? Và với sự tò mò đó, Kenjaku đã sống tới thời điểm hiện tại để hắn thực hiện được kế hoạch của mình với sự độc ác và mưu mô không ai sánh bằng. Có thể nói, nếu so với Sukuna thì Kenjaku nguy hiểm hơn rất nhiều vì hắn thực sự mang dã tâm tận diệt loài người, trong khi đó Vua Nguyền Hồn thì chỉ muốn thống trị thế giới mà thôi. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy Sukuna còn có một chút lòng nhân từ khi mà Mahito đã mạo phạm hắn tới 2 lần nhưng chỉ bị Vua Nguyền Hồn trừng phạt bằng một nhát chém chí mạng mà thôi, thay vì cho Nguyền Hồn này bốc hơi. Còn với Kenjaku thì khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì hắn sẽ thẳng thừng đá đi ngay lập tức, và chú thời cựu tướng đồ chính là một ví dụ điển hình cho điều này. Ngoài ra thì hắn còn có sẵn âm mưu hấp thụ các quyền hồn đặc cấp sau khi sự kiện Shibuya kết thúc. Chính vì thế mà có thể thấy rằng hắn mưu mô và xảo quyệt như thế nào. Hiện tại thì tình hình trận chiến giữa Gojo và Sukuna đã sắp ngã ngũ, vì vậy mà đã có một giả thuyết cho rằng Kenjaku chính là chùm cuối của bộ truyện này chứ không phải là Vua Nguyền Hồn, vì hiện tại có thể thấy rằng gã phản diện này chính là đạo diễn đứng sau tất cả và chỉ còn chờ ngày kế hoạch của hắn đã theo đuổi không biết bao lâu để được hoàn thành. Vì vậy mà nhiều fan cho rằng Kenjaku chính là kẻ khó xử lý nhất trong tất cả kẻ phản diện, và hãy cùng chờ xem liệu sắp tới đây hắn sẽ có những bước đi gì tiếp theo nhé. Có thể thấy rằng tuy có cùng một thân xác và đều là những kẻ phản diện, thế nhưng tư tưởng của Geto và Kenjaku khác biệt nhau rất nhiều. Có lẽ điểm chung hiếm hoi của họ đó chính là xem quyền hồn và phi thuật sư là những kẻ hạ đẳng, còn những người có thể tận dụng được chú lực và sử dụng chú thuật thì mới là những người bình thường.